Rồi, đây là đây là phố cổ Hội An này. Rồi, giới thiệu đây. Đi chơi các bạn, xí luôn. Sinh ra tại Thái Lan làm việc, lớn lên làm việc tại Hàn Quốc. Ừ. Có điều con nhớ năm sinh của mấy chị? 11. 4 chị nữa kìa. Con không nhớ năm sinh. Rồi, hết hết chỗ này là giải cặp. Mà cái nó là cái đèn, nó là cái mắt 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 tốt giấc mơ và giấc mơ mà xấu là nó sẽ không cho xuất hiện nữa. Thôi cho chú về thế mà. Đấy. Hai đại gia đi Hội An này. Đình đình Cẩm Phu. Đó có cái đồ chơi hay gì đó thấy. Người ra đường là đi đi chơi đi xuống lại đây. Đi chập mà đi quay lại à, bỏ chân này. Chân này ngồi ăn ăn đi xe ra dọc bờ sông đây này. Đi qua đây đây. Hết rồi, bơm, à. Hết rồi. Chưa, mới đi có tí. Đây là mình mới đi một phía thôi con. Đi vào đây đi. Có con tàu gì? Đó. Tàu cổ. Tàu cảnh. Đây, tàu đó đúng không bác? Ở dầu tây. Mình lấy cái con tàu thấy. Anh có mặt tay.
Đây anh đi từ con. Từ từ đi. Này. Mô hình châu Ấn thuyền tỉnh Nagasaki, Nhật Bản tặng. Là biển Nhật Bản. Hello Auto. Đâu nè, hello Thu nè. Hello. Nói đi. Hello, đang cả nhà đang đi phố cổ Hội An. À đây rồi. À, rã xuống đường này nè. Rồi, hello, chào chú Thịnh. Chú Thịnh vô. Rất ngon. À, đi vào đây, heo, đi qua đi vòng vào đây. Người biết có chỗ, người không đi được thì cứ vào đây xem. Mày sao, chắc đi xa, ở xứ đi, ở chỗ này đây. Còn nó không hỏi nữa, còn xin được. Nói đây nè. Phố cổ Hội An nè, quán ăn phố cổ. À, cái sống rắn nó không chịu nổi nè. Cái gốc cổ rồi, hôm nay cho mọi người đi tham quan phố cổ Hội An này. Đây là những cái cửa hàng bán đồ lưu niệm. Rồi. Rất là nhiều lồng đèn ở đây này. Vô đây Phương ơi, vô đây chơi. Này, hai đại gia dẫn cả nhà đi Hội An. Đây là sông Hoài. Đây là sông Hoài đấy, nằm ở trong sông. Ủa nó còn bên tay nữa đấy. À, bên kia thì ít hơn. Chú ý bên đây. Nói ra trẻ đi mà ra ngủ hết được hết. Ice cream kìa bà, ba kem phụ kìa bà. À quên ăn kho mà. Đúng không? Kho nó là... Tối là đây có bài tròi, hát bài tròi. Bài tròi dưới đây nè. Bài tròi giống kiểu mà cùng hơn con đó. Ui. Ba làm ra bỏ bay được hay không? Xong đi mạng nước cũng cạn đi combo mà. Ba làm ra bỏ bay được hết. Ba làm ra bỏ bay được hết.
cây kia dưới cọ à, dừa nước, dừa nước. À, đợt sau mà đi vào thì đi rừng dừa bảy mẫu. À, vườn dừa bảy mẫu phía bên đoạn tên vẫn à, nhưng mà đi buổi sáng, đi buổi sáng vô là vô trong rừng dừa chơi, là buổi chiều là tối, trưa. Buổi trưa là bắt đầu là có múa thuyền thúng. Yeah. Hay lắm. Đợt sau đi. Hè tháng năm. Tao đi vào sớm sớm á, đi vô là đi vô Hội An luôn. Vô là đi lên xe luôn, đi Hội An luôn. Quay. Hello. Phương hỏi cậu mợ đi Hội An à. Ba mình đi tìm không bớt. Không. Bán ra ngoài mình bán từng chùm đó. Cứng lắm, rồi nó cứng lắm. Kiểu mắc. Có một kiểu một buồng rồi đó, cái trái nhỏ 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 đó. Ừ. Mình có một thẩu thuốc nốt ăn đi tê. Thuốc nốt không để lâu lắm rồi. Cũng thổ lạnh nhá. Trong trứng lớn. À bên kia có mấy làm mấy cái chòi nữa. Ăn bên đây có. Thì tới đoạn ngay cái cầu này là đồ ăn đầy luôn. Đồ ăn là ta. Đây bắt đầu lên bán. Chè này, chè của ăn này. Xuống dưới kia. Rồi vô đây là bắt đầu đông người rồi, đi cẩn thận cho lạc nha. Rồi, sông Hoài là những cái dòng thuyền, những cái thuyền đang đợi để du khách xuống đi tham quan. Đi bà, xuống. Ai không đi phải xuống. À, bắt đầu đông. À, đi quăng lại cái chùa cầu nãy nè. À, chờ ưa ăn cái chi vào đây. Xin mời tôi lên cái eo con nhìn có bạn ăn. Đi đừng có nhìn xuống dưới nữa. Nhìn dưới nó chi cho sợ. Cái này
Rồi đi vào đây. Đi với chú heo này. Đi qua kia đây. Rồi bấm Elfon. Cứ mát xa chưa đó con nào. Ok. Ba, con nhớ sửa chính xác của ba rồi. Xí ngủ. Okay. Thank you. Kiếm cái gì ăn rồi? Đâu rồi? Kiếm gì ăn rồi? Được không? Đi đi ra dọc đường đây nè. Dọc ra dọc bờ sông. Anh đi qua chợ đêm, đi. Hay là đi thẳng tới đây xí rồi đi tới chợ đêm này. Bán linh tinh đủ thứ. Bình nước ta uống đi con. Rồi, ra tới đây là hết rồi đó. Hết rồi. Quên lui đi, đi vô chợ đêm đi. Thấm nhất kiểu mà học một cái vài từ để mình giao tiếp cho giao tiếp nữa. Sao ba lại có chú trả lời giỏi má
Chị bắt chọn chọn chị. Ủa giờ là sông sen quá đi. Nó sông sen. À, bánh chuối nè, bánh tráng nướng kìa. Cô ba? Dạ. Đi ông bà ăn cái gì rồi mình ăn cái đó, đi theo ông bà. Cao lầu 30.000, mì quảng 30, bánh đập 25. Khu phố đi chợ đêm. Thank you.
Tráng nướng không? Ăn tráng nướng đi. Bánh tráng nướng hay bánh hay là bánh tráng nướng hay là bánh chuối? Cái này à? Cái này à? À cái này. Anh có chỗ có ăn không? À. Rồi đi rồi ăn. À mới đi hả? Rồi bỏ mấy mất cái? 20. 5 cái đi, lấy 5 cái. Bỏ 5 đi. Ăn đi cho biết. 5 cái. 5 cái 5 đi. Con cầm lên giấy không? Rồi. Quay đi rồi tắt đi. Tắt đi.